Bây giờ thì miền quê đang sống xin mời quý vị sẽ cùng đến với thôn Cao Sơn, xã Hoành Mô của huyện Bình Liêu ở Quảng Ninh để ngắm nhìn những sắc hoa tuyệt vời ở nơi đây. Ở nơi đây cũng được thiên nhiên ban tặng cho một khí hậu rất là dễ chịu, thích hợp để phát triển các giống hoa cho thị trường của miền Bắc. Thấy được tiềm năng đó thì hợp tác xã hoa đầu tiên tại huyện Bình Liêu đã được thành lập và nó đã trở thành một điểm mới thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài vùng. Giống hoa hồng. Cùng hơn 30 giống hoa khác nhau, trong số đó có những giống hoa hiếm như cúc Nam Phi hay cúc họa mi nhiều màu. Ta có rất nhiều địa điểm độc lạ mà bạn có thể lưu giữ những tấm ảnh đẹp. Tôi đang có mặt tại thôn Cao Sơn, xã Hoành Mô, nơi có hợp tác xã hoa đầu tiên tại huyện Bình Liêu. Tuy mới chỉ thành lập từ tháng 5 năm 2019, rất nhiều du khách trong và ngoài vùng đã biết đến và ghé thăm hợp tác xã Hoa Bình Liêu. Ôi, mình cảm thấy rất là bất ngờ đấy, không biết rằng là ở đây chốn núi rừng như thế này lại có một cái rừng hoa, một vườn hoa rất là đẹp và thơ mộng như thế này. Khi hoa được trưởng thành đúng nhiệt độ phù hợp, tốc độ phát triển, màu sắc và kích thước cũng sẽ vượt trội hơn hẳn. Thành lập gần 8 tháng, hợp tác xã Hoa Bình Liêu đã cung cấp nhiều cây giống cho một số vựa hoa miền Bắc. Với các cái đại lý và các khách hàng quen thuộc của bên mình thì đến thời điểm hiện tại là cái lượng hoa mình đang cấp là gần như là vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu họ. Khu miền Bắc này thì cái địa điểm sản xuất được các loại hoa mà trong mùa mát thì hiện tại là đây là khu vực gần nhất và thuận tiện nhất trong quá trình vận chuyển. Có những lúc nào mà trong quá trình làm anh cảm thấy khó khăn và muốn từ bỏ không ạ? Cũng có những lúc bởi vì ở trên khu vực vùng cao là có những cơn mưa mà mình không thể lường trước được cái lượng mưa nó kinh khủng đến như thế. Có những thời điểm mà toàn bộ khu nhà ly lông này của tớ gần như hỏng hơn một nửa, tớ mất 1 tháng rưỡi để khôi phục lại nó. Hiện hợp tác xã có chính thức 8 công nhân, họ đều là những người đồng bào dân tộc sinh sống tại đây. Trước đây em nhà không làm gì đó. Em thích cho nên là muốn thích làm đây vì thích là không phải đi xa làm, 1 tháng là 5 triệu rưỡi. Trong tương lai thì tớ sẽ liên kết với các bà con dân tộc quanh đây. Họ sẽ cung cấp đất và tớ sẽ là người cung cấp giống và kỹ thuật, đưa các giống hoa để bà con có thể tự trồng được, tạo cái nguồn thu cố định. Không chỉ có đàn ông, nhân viên hợp tác xã còn có những người phụ nữ dân tộc Giao Thanh Phán. Trong trang phục đồng bào mình, các công việc như tỉa cành, bón phân, tưới nước đòi hỏi sự tỉ mỉ, không làm khó được họ. Hợp tác xã không chỉ mang lại cho bà con thôn Cao Sơn, xã Hoành Mô cái sinh nhai mà còn khơi gợi tình yêu với những bông hoa. Từ đó, những người đồng bào sẽ biết cách tự làm đẹp cho miền quê của mình và biến nó trở thành nơi thực sự đáng sống.